Phần 10 của dân cho thuê xe, đi thuê xe tự lái trả giá mà gặp cái đẹp. Anh ơi, xe này có cho thuê xe tự lái không anh? Xe này em, xe này 800 ngàn một ngày. 500 ngàn đúng không em? Không được anh ơi, xe em xe đời mới nè, số tự động nè, chạy ít tốn xăng nè, có màn hình Android luôn nè, quá xịn luôn. Thôi vậy thôi, không được thôi anh ơi, 500 ngàn không được thôi, em không thuê đâu. Em ơi, xe này có cho thuê xe tự lái không? Dạ có anh ơi, 1 triệu ngày. 800 ngàn được không em? Nãy anh hỏi xe kia có 800 ngàn à? Dạ không được anh ơi, chốt giá 1 triệu. Ok em ơi, tiền bạc có anh không thành vấn đề. Rồi em làm thủ tục bàn giao xe cho anh em ơi. Dạ ok. Giờ xe bên Ngọc chỉ cần có căn cứ công dân và giấy phép lái xe và ký hợp đồng là có thể nhận xe được nhé. Và tiếp tục sau đó là mình cho khách kiểm tra phần xe và bắt đầu nhận xe và lái thôi. Mình là Lê Ngọc, chuyên cho thuê xe tự lái Phú Quốc. Đến Phú Quốc hãy liên hệ mình nhé.